Quốc tế hóa giáo dục đang là xu thế phát triển của nhiều trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới. Điều này góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập toàn cầu, thúc đẩy quá trình hội nhập, từ đó mang lại tiềm năng nghề nghiệp cho sinh viên. Buổi tọa đàm khoa học với sự tham gia diễn thuyết của diễn giả nổi tiếng, giáo sư Herman Simon, chuyên gia tư vấn chiến lược và marketing hàng đầu thế giới, nằm trong danh sách Thinkers 50 vừa được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương, xoay quanh kinh nghiệm dẫn tới thành công của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới. Bài học để họ có thể đi tiên phong, dẫn dắt thị trường, giáo sư Simon đã đưa ra những góc nhìn đa chiều để các doanh nghiệp Việt Nam có thể đúc rút ra được nguyên lý, để có thể thành công, từ đó ứng dụng vào thực tiễn. Các doanh nghiệp phải đặt trọng tâm vào cái gì đó, nhưng phải gắn với toàn cầu hóa. Đặt trọng tâm có thể làm họ nhỏ đi, nhưng toàn cầu hóa lại giúp họ lớn lên, phải kết hợp cả cái nhỏ và cái lớn. Với các sinh viên, nghiên cứu sinh ngoại thương thì những buổi tọa đàm như thế này có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Qua đây thì kích thích và hỗ trợ những nghiên cứu sinh như chúng tôi tại Trường Đại học Ngoại thương nói riêng và toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, sau đại học của Việt Nam nói chung sẽ có tiếp cận gần hơn với tri thức tiến bộ, tri thức mới của thế kỷ 21. Chúng tôi có một cái chiến lược đối với cái sự thay đổi mới trong đào tạo của chúng tôi, đặc biệt là cho các bạn sinh viên, các bạn sau này sẽ trở thành những nhà doanh nghiệp tương lai. Và cái hội thảo lần này cũng như vậy, tức là không phải chỉ đối tượng sinh viên mà cho các doanh nghiệp và cho các cao học viên cũng như nghiên cứu sinh của chúng tôi, đó là mang đến những cái kiến thức mới, những cái tri thức mới cũng như là những cái kinh nghiệm quốc tế để có thể là tiếp đối với học viên và sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp cận được với những nguồn kiến thức như vậy. Liên tục tổ chức các buổi hội thảo tọa đàm khoa học với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức lớn trên thế giới, đẩy mạnh quốc tế hóa trở thành bước đi của nhiều trường đại học top đầu tại Việt Nam. Đây chính là chìa khóa thành công cho việc nghiên cứu, trao đổi khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đem đến cho sinh viên, học viên cao học môi trường chuyên nghiệp theo chuẩn khu vực và quốc tế.